chạy ra. Tôi chạy ra. Thực hiện theo cái kế hoạch phòng chống đua xe của công an thành phố trong đợt cao điểm này thì công an quận 12 có xây dựng kế hoạch thực hiện phương án diễn tập phòng chống đua xe trên tuyến Trường Chinh nhằm đảm bảo việc phòng chống đua xe. Trong thời gian qua, một số đối tượng quá khích gây rối trật tự công cộng trên địa bàn quận 12 thì qua đây đội cảnh sát giao thông đã tham mưu công an quận, và trong thời gian qua đội cảnh sát giao thông được giao là cụm trưởng cụm 5 phòng chống đua xe. Thì đội cảnh sát giao thông hôm nay đã xây dựng kế hoạch và đưa vào diễn tập phương án phòng chống đua xe. Thì qua cái diễn tập phòng chống đua xe thì đã đảm bảo an toàn tuyệt đối đối với cán bộ chiến sĩ cũng như là đối với người dân tham gia lưu thông trên tuyến đường. Qua diễn tập phương án phòng chống đua xe thì công an quận 12 thực hiện theo kế hoạch phòng chống đua xe của công an thành phố, với vai trò là công an quận 12 là cụm trưởng cụm 5 phòng chống đua xe. Thì hôm nay công an quận 12 đã xây dựng kế hoạch diễn tập phương án đua xe trên tuyến Trường Chinh. Thì qua cái cuộc diễn tập đã đảm bảo an toàn tuyệt đối với cán bộ chiến sĩ và đối với người dân tham gia lưu thông trên tuyến Trường Chinh. Thì qua đây cũng như là lời cảnh báo tuyên truyền đối với người dân không lưu thông trên đường với tốc độ cao, lạng lách đánh võng nhằm gây rối trật tự công cộng trên địa bàn quận 12. Thì cũng tuyên truyền đến với người dân có cái lời dạy đối với những người con đang là thanh thiếu niên không nên quậy phá vào những giờ khuya cũng như là chạy xe với tốc độ cao, nẹt bô, đánh võng, lạng lách, tụ tập thành đoàn trên tuyến đường địa bàn quận 12 đảm trách. Thì đối với những cái lỗi mà tụ tập, nẹt bô, rú ga, chạy xe thành đoàn thì công an quận 12 khi mà ra ngăn chặn những cái lỗi này đều xử lý rất là nghiêm minh, không để là những đối tượng này có hành vi tái diễn tiếp theo, và sẽ gửi về địa phương để địa phương có một cái cuộc họp là cảnh báo về việc mà một số đối tượng này trong thời gian qua đã đua xe hay là tụ tập gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.